Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Trung tâm Điện tử Thanh Huê có địa chỉ tại Hà Nội với số điện thoại là 0333 289 289, em có để sẵn trên màn hình. Và các bác đang xem video của em thì hãy cho em xin một nút đăng ký và chuông màu đỏ bên góc phải màn hình để không bị bỏ lỡ những video nào mới nhất đến từ bên em ạ. Vâng, cái video ngày hôm nay thì em xin phép lên cho các bác một cặp loa JBL với thiết kế rất là khác biệt so với các cặp loa khác và thiết kế rất là tỉ mỉ luôn, với toàn bộ thùng đều là cái sơn mài piano với cái màu rất là sang trọng và đẹp mắt. Đây thì được gọi là nghe hay và bày đẹp đây các bác. Và em này được xuất xứ từ USA. Và bây giờ em sẽ mời Caramel tiến tới lại gần để cho các bác được quan sát kỹ hơn ạ. Vâng, các bác quan sát loa thì với cái màu rất là sang trọng luôn. Vâng, thiết kế thì rất là đặc biệt và có sẵn cái chân loa đây rồi. Và với một bát là 35, bát 35cm, màng giấy vào gân là gân cao su các bác nhá. Còn rất là đẹp luôn. Và với một loa trung kèn và một loa chép dìu các bác ạ. Và trên cái thân của loa thì luôn luôn có cái logo JBL. Và cái e-căng thì em đã bỏ sẵn ra rồi. Em sẽ quay một vòng để các bác được quan sát. Vâng, đây, toàn bộ thùng đều là cái sơn mài piano, trông rất là sang trọng và đẹp mắt luôn. Sự tiện lợi của cái cặp loa này là đã có sẵn cái chân rồi thì về các bác chỉ cần mang về và đặt trưng bày tại phòng khách chứ không cần phải là mua thêm cái chân loa bên ngoài nữa. Loa thì rất là cao. Tính từ cái dưới chân của cái loa này cho lên đến lóc thì cao khoảng 102cm, tức là cao hơn 1m đấy các bạn. Và hàng thì mới về bên em cho nên là vẫn còn có một số cái bụi bẩn thì em chưa kịp lau và em quay luôn cho các bác được quan sát ạ. Chiều ngang là khoảng 45cm và chiều sâu là 40cm. Và cái thiết kế rất là khác biệt luôn. Trên cạnh loa này không thẳng như các cạnh loa khác mà thiết kế vòm vòm thế này, trông rất là đẹp, trông rất là sang trọng luôn các bạn. Và trông có sự khác biệt so với cái nhiều dòng loa khác thì bày rất là đẹp. Và em xin phép quay cái mặt đằng sau cho các bác được quan sát ạ. Dạ vâng. Đây là mặt đằng sau của loa JBL với model là S143. Và tem mác thì còn nguyên đầy đủ và với thiết kế hai lỗ thông hơi ở phía sau ạ. Dạ vâng, đôi loa này thì bên em đang có cái giá ưu đãi là 60 triệu các bác nhé. Và các bác quan tâm thì hãy liên hệ với em theo cái số điện thoại ở trên màn hình. Và video của em xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ. Em cảm ơn các bác đã quan tâm xem hết video của em.